mất khoảng 30 phút để du thuyền đến được hang động bí ẩn Nanatsugama. Wow! Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đồng ý, ổn định. Đúng 7. Không? 7 động đúng không? 7 động. Nhưng mà em rất là ngạc nhiên là bởi vì là chị thấy những cái tầng đá không? Những cái mặt cắt của đá nè. Nó rất là đẹp. Giống như nó xếp chồng lên nhau vậy đó, chứ không phải là nguyên cái khối đá. Nó rõ ràng không? À. Giống như là thang đá mà nó xếp vô vậy đó. Hiểu. Đẹp. Bơi vô. Wow, coi nè. Bỏ luôn á. Chụp lên. Có tiếng vọng luôn kìa. Có tiếng vọng thiệt kìa. Hang động Nanatsugama gồm 7 hang biển nhìn như hình 7 chiếc bếp lò, được biết đến như là một vùng đất kỳ nham thắng cảnh, là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, được hình thành bởi những con sóng biển xói mòn ăn sâu vào những vách đá ba gian từ thời cổ đại đến nay. Thời tiết tại Yobuko hôm nay không được đẹp lắm, nhưng Cát Tường thì vẫn luôn lạc quan. Thời tiết sẽ không tốt, trời sẽ mưa, nhưng mà chị lại cảm giác mưa vậy mà nó lại có cái thú của mưa đúng không? Đúng rồi. Anh đúng là thần mưa á. Tụi em đi không có nghe mưa nè. Trời có mưa, giờ được phát cái dù fashion như vậy đúng không? Đúng rồi. Nếu không mưa là gì có cơ hội cầm dù đúng rồi, đi như vậy. Có cơ hội mà cái dù trong như thế này. Nhưng mà hôm nay mình có một cái điểm thú vị nữa là mình đã được tới một cái chợ Yobuko rồi. Cái chợ này thì theo em nhìn thì có lẽ là chuyên về mực. Chị để ý nè, ở trên mấy cái đèn kia, thường thường ở Việt Nam mình cũng có. Có nghĩa là những cái đèn này là khi mà ban đêm họ sẽ trông đèn lên thì nguyên cái thuyền nó sẽ rất là sáng. Thì ánh sáng thì nó sẽ dụ mực bơi tới. Mực có thấy sáng nó bơi tới. Bơi tới xong là mình cứ vớt thôi. Cái gì? Mực mà vớt thôi chứ không phải sao ta gọi là đi câu mực. Thẻ, gọi là thẻ mực. Sáng nay hai du khách của chúng ta được tham quan chợ sáng Yobuko. Nằm ở phía đông cảng Yobuko, dù trời nắng hay mưa thì chợ sáng Yobuko vẫn họp mỗi ngày từ 7:30 đến 11:00 sáng. Đây được xem là một trong ba chợ sáng lớn nhất ở Nhật Bản. Các mặt hàng thường thấy ở đây là hải sản tươi sống. Em nghĩ nếu mà trời mà nắng thì chắc có lẽ là người ta sẽ bán nhiều nữa. Thử đi. Ủa, cái này là nướng chưa? Là cái này là có gọi là một nắng phải không? Itchaboshi desu. Khác ở Việt Nam mình đó nha. Ở đây là mực phơi qua một đêm là phơi sương đó nha. Coi chừng mình nắng có nào khác mình không ta? Có lẽ cũng không chừng. Mình là phơi biết, một ngày là một nắng. Một nắng là phơi ngoài nắng một. Đúng rồi, nhưng mà cái này người ta không có nắng mà phơi một đêm mà coi chừng mực phơi sương là mực một sương. sáng tạo. Cái này ăn thử được luôn hả? Nó là ngọt. Ika to konbu to goma ebi aonori ga haitete gohan no ue ni furikakeru to parapara rice no bắp lên cơm ăn giống muối mè của mình đó nha. Gần giống vậy. Ngon nè. Oishi. Không nhận ngon quá thôi. Rồi. Selfie mission. Vậy là Cát Tường và Thiên Vương đã nhanh chóng đến bến cảng. Vậy là mình phát hiện nè, cái tàu này giống nè, không? Giống không? Giống này nè, thấy chưa? Cái đuôi phía sau kìa, y chang kìa. Và hai du khách đã bắt đầu chuyến khám phá hang động bí ẩn từ bến cảng Yobuko. Mất khoảng 30 phút để du thuyền đến được hang động bí ẩn Nanatsugama. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đồng ý, ổn định. Đúng không? 7 động đúng không? 7 động. Nhưng mà em rất là ngạc nhiên là bởi vì là chị thấy những cái tầng đá không? Những cái mặt cắt của đá nè. Nó rất là đẹp. Giống như nó xếp chồng lên nhau vậy đó, chứ không phải là nguyên cái khối đá. Nó rõ ràng không? Giống như là thang đá mà nó xếp vô vậy đó. Hiểu. Đẹp. Bơi vô. Wow, coi nè. Bỏ luôn á. Chụp lên. Có tiếng vọng luôn kìa. Có tiếng vọng thiệt kìa. Hang động Nanatsugama gồm 7 hang biển nhìn như hình 7 chiếc bếp lò, được biết đến như là một vùng đất kỳ nham thắng cảnh, là một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên,
được hình thành bởi những con sóng biển xói mòn ăn sâu vào những vách đá ba gian từ thời cổ đại đến nay. Công nhận là nếu vậy là cái sóng rất là lớn và đánh một thời gian rất là dài, cho nên là nó mới sâu như vô trong như thế này nè. Đúng là tạo hóa nó lạ lùng chứ ha. Do tới đây rồi mình không selfie thì rất là ổn đúng không? Yobuko nổi tiếng với đặc sản là mực và có những món ăn rất lạ không thể bỏ qua. Vương ơi, em ăn hả Vương? Chị không dám ăn. Đây là lần đầu tiên mà em thấy một con mực mà nó trong veo như thế này nè. Không biết là các vùng biển ở Việt Nam là có món mực trong này không, nhưng mà riêng Thiên Vương đây là lần đầu tiên mà Thiên Vương thấy được một con mực nó trong veo như thế này. Từ cũng lần đầu tiên thấy và đó. Và đây là đặc sản ở Saga. Mà nếu mà mọi người tới Saga mà không được ăn món mực trong này thì coi như là chưa tới Saga. Không, coi như Tường chưa tới Saga. Sao ổn ạ? Ổn quá. Chị ăn đi. Không, thân em vừa trắng nhìn lại, nó rất là đẹp, nhìn nó. Chị Tường bỏ hai lần rồi đó. Mịn mà nhìn thấy nó hấp dẫn lắm. Thật là xanh điệu quá đi chứ. Nhìn nó trong veo ha. Cắt ra vậy đó hả anh? Nó khước khước mà nó vẫn sống. Nó còn tươi, nó còn sống cho nên là cái giống như cái cơ của nó chắc nó vẫn còn hoạt động, cho nên là mình nhai vô thì nó có cảm giác là nó bị đàn hồi lại, nó rất là giòn mà nó ngọt nữa, nó ngon nữa. Ăn đi Hương. Chúc ăn. Có vẻ như món mực sống Yobuko hoàn toàn không phù hợp với Cát Tường rồi. Đố chút đi, đố phát sinh đố phát sinh, đố con mực đó trị giá bao nhiêu tiền? Ủa bữa ăn đó đó của Thiên Vương, bữa ăn đó của, tại bên này yếu về tiền mình phải đố tiền. Sao chứ vậy? Bữa ăn đó của Thiên Vương, cái con mực trong đó trị giá bao nhiêu tiền? 3 triệu con. 15 ngàn. 3 triệu. 15 ngàn yên. Cái này đố vui cho nên là nhanh, trả lời nhanh. Đó em nghĩ 15 ngàn yên. Rồi chốt 15 ngàn yên. Nhiều quá không? Ủa, nhiều quá. Anh nghĩ nhiều quá không? Con đó chắc. Mình thấy đó là một nhà hàng nổi trên biển mà thì chắc cũng giá cũng cao. Đúng rồi, nhà hàng nổi trên biển ngồi ăn mình thấy ăn, cá bơi ở ngoài. Cá bơi. Lâu lâu đang ăn cái khác người ta có xin lỗi khách hàng tại vì có sóng biển lớn quá nó hơi rung. 2 triệu. Giống như động đất vậy đó. 10 ngàn. 10 ngàn yên. Rồi 10 ngàn. 10 ngàn yên. Yeah, 10 ngàn yên. Và đây là đáp án của chương trình. Đáp án chính xác là 2.200. Wow, rẻ vậy. Bởi vậy mới nói có 400. Đúng rồi. Một con mực. Rời Yobuko, hai người quay lại Karachu. Có mấy đôi dép này đẹp không? Đôi này gọi là đôi guốc. Mang ông mua cho một đôi. 7 ngàn là khoảng gì? 1.500.000 hả? Ừ. 1.500.000 một đôi guốc đó. Selfie mission. Cát Tường và Thiên Vương đi về phía núi theo những gì được chỉ dẫn. Và rồi sao nãy giờ cũng qua mấy núi mấy đèo mà chưa thấy đâu. Đây tới rồi nè.